Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kết nối với các nhà thiết kế, mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc triển lãm các sản phẩm mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới sáng tạo năm 2020. Đây là sự kiện lần thứ 2 được thành phố tổ chức thành công. Triển lãm có sự tham gia trưng bày, giới thiệu trên 500 mẫu sản phẩm thiết kế mới do các chuyên gia thiết kế trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện và sản phẩm đạt giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2019-2020. Thông qua triển lãm, những người yêu thích, quan tâm đến ngành thủ công mỹ nghệ có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm sáng tạo có giá trị thẩm mỹ, mang tính ứng dụng cao trong đời sống và thân thiện với môi trường. Được biết, Hà Nội hiện có gần 250 nghệ nhân, hàng nghìn thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ, hàng trăm chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đang làm việc tại các viện nghiên cứu. Theo Sở Công Thương Hà Nội, để những mẫu thiết kế này tiếp cận thị trường, phục vụ cho ngành thủ công mỹ nghệ nói chung và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nói riêng, hoạt động xúc tiến thương mại là hết sức cần thiết.